Xin chào tất cả mọi người. Tôi đã thấy mình ở phòng tiếng Nga rồi nhưng mà chưa thấy mình ở phòng tiếng Anh, không hiểu tại sao nhỉ? Tôi có lẽ là có thể chia sẻ màn hình của mình với các bạn bây giờ đây. Các bạn cho tôi xin vài giây. Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất vui là được thấy tất cả mọi người. Tôi hơi run một chút vì đã lâu rồi tôi không tổ chức những cái sự kiện này. Cũng may là tôi đã sớm quay trở lại. Tại vì là đã đến lúc chúng ta có một cái bài thuyết trình như vậy và chúng ta cần phải tìm cách là làm cho chuẩn. Trước khi chúng ta bắt đầu nói về bài thuyết trình, cách là chúng ta tiến hành, thì chúng ta hãy cùng nhau trao đổi. Không biết các bạn đã nhìn thấy cái presentation này, cái bài thuyết trình này ở trên back office của mình chưa? Xin cho, nếu mà ai đã nhìn thấy rồi thì xin hãy gửi một dấu cộng. Nếu mà thật là những cái bài thuyết trình mà chúng tôi đây đã được dịch sang các thứ tiếng khác nhau bằng 11 thứ ngôn ngữ. Có tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Latvia, tiếng Việt, tiếng Manipur, tiếng Hindu, tiếng Pháp, tiếng Đức. Và các bạn có thể tìm cái bài thuyết trình này trong cái mục Average API, không phải API mà là Average nhé. Sau buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy mở nó ra và hãy xem lại. Và tôi tin chắc là các bạn có thể tải cái bài thuyết trình này về máy của mình. Bây giờ tôi đang đọc qua cái chat. Như phòng tiếng Anh thì có nhiều người đã xem, cả tiếng Nga cũng thế, đã nhiều người đã xem bài presentation này rồi. Có lẽ là chúng ta đã đưa cái bài thuyết trình này lên đến đó được 2 tuần nay rồi. Còn thêm một cái phần nữa về presentation, chúng ta có một cái hướng dẫn về những việc có thể làm hoặc không nên làm, thì cái đấy cũng có ở trong back office. Thì chúng tôi đã kết thúc cái phần thiết kế và chúng tôi sẽ đưa ra để dịch, và hy vọng đến cuối tuần này thì chúng ta sẽ có các cái bản dịch bằng các thứ tiếng khác nhau. Nếu như không kịp thì có lẽ sang đợt tuần sau thì sẽ có cái sự. Trong cái bài hướng dẫn ấy, nó sẽ khác so với những lần trước là ở chỗ lần này chúng ta có những cái phần có thể làm, cần phải làm và những phần không nên làm. Đấy thì chúng tôi sẽ chia sẻ. Tôi sẽ đưa ra các lời khuyên là chúng ta cần nói những gì và chúng ta không nên nói những gì khi chúng ta tổ chức thuyết trình theo từng cái slide một. Mà tôi sẽ cố gắng nói một cách đơn giản nhất. Và cũng rất là muốn có được cái sự phản hồi của các bạn, như các bạn đã làm thuyết trình này rồi, và cũng xin các bạn chia sẻ cái ấn tượng cũng như là cảm nhận của các bạn xem là nó có rõ ràng dễ hiểu hay không, thì có lẽ là ngắn gọn hơn hay là trực tiếp hơn, ý tưởng rõ ràng hơn, không không có những cái lời lẽ thừa thãi. Thì có lẽ tôi xin các bạn cái điểm chấm điểm từ 1 đến 10 cho cái bài thuyết trình này. Nếu các bạn đã xem thì hãy chấm điểm giúp tôi xem là từ 1 đến 10 xem là nó thang điểm 10 thì nó bao nhiêu điểm. Tôi thấy cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh thì có người phản hồi rất là tích cực. Hy vọng là các cái phòng khác mọi người cũng sẽ phản đồ hồi tương tự như vậy. Cũng sẽ có những điểm cao cho bài thuyết trình. Mọi người nói là rất là thích cái bài thuyết trình mới này. Thì có lẽ là tôi sẽ tạo ra cái cách để biểu quyết, để cho mọi người cùng nhau biểu quyết xem là chúng ta sẽ thay đổi cái gì khi mà chúng tôi đưa sang cái phòng quản lý, phòng thiết kế, thì chúng tôi đưa sang một cái phòng khác để họ xem. Và có một số người đã đưa ra những cái điều chỉnh, thay đổi những gì cần nói, những gì không nên nói.
Và cái bản cuối cùng, cái phiên bản cuối cùng cập nhật nhất thì là đã được thay đổi một chút. Tôi thấy là có rất là nhiều cái phản hồi tích cực, thì tôi rất cảm ơn mọi người đã chấm điểm cao cho cái bài thuyết trình này. Trong này sẽ có thêm chúng tôi sẽ xin rào trước một chút là để các bạn lưu ý một chút là trong này sẽ có cái phần cần phải làm, có thể làm những gì với cái bài này. Thì tôi sẽ nói lên trước, chúng tôi sẽ thêm vào cái phần này vào back office để các bạn lưu ý nữa là các bạn làm theo, các bạn hãy làm theo những cái hướng dẫn trong đó. Trong này sẽ dùng để tạo ra ấn tượng một cái hình ảnh tích cực về công ty, cũng như là để duy trì cái uy tín cao của công ty, thì chúng tôi đề nghị mọi người hãy làm theo những lời khuyên sau. Và đây là cái phần phòng pháp lý đã đưa ra. Thứ nhất là chúng ta chỉ có thể sử dụng cái bài này để giới thiệu về công ty Everish. Thứ hai là thay đổi chỉ có thể được thay đổi ở cái phần speaker và phần tin tức mới thì chúng ta mới được điều chỉnh thôi, còn những phần khác thì chúng ta không được sửa cái gì cả. Và tiếp theo là cấm không được, nghiêm cấm không được thay đổi cái nội dung, cái dữ liệu ở trong cái bài thuyết trình, thay đổi màu sắc hay logo, thay đổi cái phong cách của cái phong cách của văn bản văn phong. Tức là gì? Chúng ta có thể thay đổi cái hình ảnh của mình, những cái thông tin cá nhân của mình, nhưng các bạn không được thay đổi bất cứ một cái gì khác trong cái bài thuyết trình này được, không được tráo đổi, không được thêm bớt các cái slide, không được thay đổi vị trí của các slide trong đó. Chúng ta phải để nguyên như cũ như thế. Nếu như các bạn mà tổ chức thuyết trình và giới thiệu công ty và đưa nó lên để cho mọi người xem thì các bạn hãy làm theo những cái hướng dẫn trên, bởi vì chúng tôi muốn tạo ra một cái hình ảnh chung, một cái thương hiệu chung cho tất cả mọi người, cho nên là chúng ta cần phải nhất quán. Thì chúng ta, nếu các bạn muốn tạo một cái presentation riêng của mình thì cũng được, thì các bạn sẽ làm riêng, nhưng mà các bạn không nên mất thời gian, bởi chúng tôi đã tổ chức làm một cách chuyên nghiệp, đầu tư nhiều công sức thời gian vào đấy và nhiều người cùng nhau thảo luận và chỉnh sửa cái này rồi, cho nên các bạn có thể sử dụng luôn cái bản này thì nó sẽ tốt nhất. Và đấy là cái bài thuyết trình mà chúng ta sẽ sử dụng trên khắp thế giới. Và có lẽ đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về cái mặt này. Thì tôi, nếu các bạn đồng ý với tôi thì tôi xin các bạn và một dấu cộng để các bạn để biết là các bạn sẵn sàng làm như vậy. Còn nếu ai không muốn làm thì xin một dấu trừ. Tôi thấy nhiều người cho dấu cộng, gửi dấu cộng thì tôi cũng rất là vui. Và khi chúng ta tiến hành thuyết trình cái phần này thì chúng ta là đại diện của một công ty toàn cầu. Chúng ta là một công ty có hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ, và chúng ta hãy cùng nhau thống nhất vào một cái chuẩn mực. Chúng ta hãy đưa ra một cái mức chuẩn mực mà chúng ta cần phải thực hiện, cùng phải đáp ứng khi chúng ta thuyết trình, chúng ta đưa ra các cơ hội cho mọi người. Tôi nói là cách mà chúng ta hãy giới thiệu về mình, chúng ta hãy chúng ta ăn mặc như thế nào, phông nền nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất. Ở đây tôi đang ngồi bởi vì đây là buổi đào tạo. Thế nhưng nếu mà tôi làm thuyết trình trước mà đám đông ấy thì tất nhiên tôi sẽ phải đứng, thì nó sẽ là có một cái năng lượng, nó sẽ khác, cái thái độ nó sẽ khác ngay. Thì chúng ta có thể chủ động có những cái ngôn ngữ cơ thể phù hợp và chúng ta sẽ thoải mái hơn. Chúng ta sẽ tạo ra một cái ấn tượng khác hẳn về công ty nếu như chúng ta đứng nói thay vì là ngồi nói. Và nếu như chúng ta ăn mặc lịch sự, chỉn chu thì nó lại càng tăng thêm điểm cho công ty. Tôi đã từng trao đổi với các thủ lĩnh ở các công ty khác trên thị trường này. Thì anh ấy còn tôi cũng đã tham gia rất là nhiều cái bài thuyết trình và họ nói là thường họ làm rất là chuẩn, rất là tốt, rất là hay. Họ không bao giờ để cho ánh sáng kém hay là không bao giờ ngồi một cách thoải mái hay là gì đó. Họ sẽ đứng, họ sẽ không để cho các âm thanh khác nó làm nhiễu đi, mà chúng ta hãy cố gắng
làm cho cái thương hiệu của chúng ta thật là uy tín, nhìn thật hấp dẫn, để cho những người họ đến nghe thuyết trình về công ty của chúng ta, về các cơ hội của công ty thì họ sẽ cảm nhận là đúng là công ty chúng ta là công ty nhiều tỷ. Và nếu mà cần hỗ trợ về việc thuyết trình, về cách thuyết trình, tại sao chúng ta lại không xem xét cái cơ hội tham gia các buổi đào tạo của anh Igor Zelibatko? Đó là buổi đào tạo về nghệ thuật diễn thuyết. Có những cái khóa học rất là hay. Tôi bản thân tôi cũng đã đăng ký học và tôi đã học được rất là nhiều điều. Và tôi đã rút ra được rất nhiều bài học từ đó, rút ra nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đưa ra những cái thông tin rất là quý báu về cách của chúng ta cần có thể ảnh hưởng đến người nghe như thế nào. Cách mà người nghe sẽ tiếp nhận thông tin của chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện. Vậy cho nên là chúng ta muốn là một diễn giả, một nhà hùng biện giỏi, chúng ta hãy là một người có thể động viên người khác, có thể làm cho người khác theo đi theo mình, thì các bạn hãy theo học cái khóa học đào tạo của anh Igor. Bởi vì chúng ta sẽ phải đưa cái thông tin của chúng ta về trong thật nhiều người, và nếu chúng ta càng làm nhanh, càng làm nhiều, thì chúng ta càng đạt được cái mục tiêu chung của chúng ta sớm hơn, tức là mục tiêu 15% dân số toàn cầu đấy. Đấy thì có lẽ là chúng ta hãy cùng nhau tham gia cái bài thuyết trình. Nếu như các bạn có câu hỏi thì chúng tôi sẽ xin phép trả lời sau. Và cuối buổi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi sau. Và tôi xin chia sẻ lại cái màn hình của mình đã. Còn một câu vấn đề nữa là khi mà không biết là các bạn thiết kế kiểu gì hơn, là có những cái ghi chú ở sau mỗi slide, hay các bạn muốn muốn được ghi chú một cái quyển hướng dẫn riêng, tức là một tài liệu riêng, hay là một cái ghi chú vào theo từng slide, hay là cả hai? Ở phòng tiếng Anh thì nói là có người thì nói là cả hai, có người thì nói là riêng. Thế nói chung là mọi người đều có những ý kiến khác nhau. Thôi được rồi, không sao. Vậy thì tôi không có cái dạng PDF, tôi đã in ra đây. Tôi đã đưa ra tất cả các cái screen trước chụp màn hình, và tôi đã ghi chép ở đây. Rồi tôi sẽ đưa ra, và tôi sẽ những điều mà cần làm được và những điều không nên làm. Chúng ta bắt đầu Đó. cái thuyết trình này. Cái mục tiêu của cái thuyết trình này là thông báo cho mọi người về việc là chúng ta tồn tại, kể với mọi người về cái thương hiệu Everreach và cái thời gian tối đa. Cái cho thuyết trình này là 30 phút. Tôi cũng thấy có một số thuyết trình do Gail Potkin làm, và cái thuyết trình của cô ấy thì tôi đã từng tham gia một cách tình cờ và tôi rất vui. Cách mà cô ấy thuyết trình nó gần như là lý tưởng của một cái thuyết trình lý tưởng. Anastasia Grunskaya tôi cũng đã xem rồi, cô làm thật là tuyệt vời và tôi thấy cô đã tuân thủ được 30 phút. Kể cả hôm nay tôi thuyết trình và tôi làm nó ít hơn 30 phút. Làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục đích đấy? Khi mà các bạn không cho thêm các thông tin, nếu các bạn không muốn giáo dục người ta, giáo điều người ta theo từng mục một, theo từng dự án một, và không bắt đầu, không cho thêm các cái thông tin từ cá nhân từ bạn, nhiều khi bạn muốn kể nhiều hơn, nhưng nhiều khi nhiều hơn có thể là nó sẽ là quá nhiều. Vì vậy cái chương trình này nó như là một cái gì đó mở một cánh cửa để mọi người có thể quan tâm được, tò mò cái thương hiệu này là thương hiệu gì đây, Everreach là cái gì đây, họ đang đề xuất cái gì đây. Và nếu mà chúng ta nói cho các cái đối tác rồi là các cái khách hàng tiềm năng, và chúng ta sẽ gửi cho họ thuyết trình hoặc là giới thiệu cho họ vài buổi cái thuyết trình này, thì chúng ta phải tin rằng là trong cái thuyết trình này không có cái gì đó nó thừa thãi, và không nói chúng ta sẽ không nói cái gì thừa thãi,
chúng ta phải tuân thủ và cố gắng là giới thiệu trong vòng 30 phút thôi. Làm thế nào? Đương nhiên chúng ta phải thực hành, học nữa học mãi. Tôi đã làm cái thuyết trình này và tôi thuyết trình nó, nhưng mà khi tôi làm hơi kỳ quặc và không được thoải mái lắm. Và cố gắng tuân thủ 30 phút. Nhưng khi mà tôi thực hành nhiều thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Và tôi sợ tưởng tượng nhờ cái thuyết trình này thì chúng ta sẽ nhận được cái số lượng người truy cập, vì là cái average nó sẽ mở cánh cửa cho mọi người. Okay. Ở thuyết trình, cái bản thuyết trình đầu tiên là chúng ta sẽ chào mời tất cả mọi người. Và đây là lời khuyên từ Igor Zimbaki. Các bạn có thể thử làm cái thuyết trình bằng hai cách. Một là bạn sẽ làm thuyết trình là bác tưởng tượng là bạn đang thuyết trình trước 100 người. Hoặc là bạn có thể làm kinh như là bạn đang thuyết trình cho một người thôi. Và phương án thứ hai nó là hơi cá nhân một chút. Mọi người đều hiểu là họ không phải là người duy nhất tại căn phòng này. Nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem bạn thay người đó ngồi ở màn hình, ở phía kia của màn hình. Ví dụ có thể là như bây giờ bạn ngồi, như đại đa số đang có thể là đang ngồi một mình đúng không? Đang ngồi ở văn phòng hoặc là ngồi ở công ở nhà và đang xem cái thuyết trình này. Và nếu tôi sẽ đặt câu hỏi và các bạn ơi, thế bạn đang ngồi một mình ở phòng, thế xong các bạn sẽ nghĩ là họ đang hỏi ai đấy, vì tôi đang một mình mà. Và các bạn tự tưởng xem bạn đang nói chuyện với đám đông hay là bạn đang nói chuyện với một người. Khi bạn bắt đầu thuyết trình, bạn sẽ có hai phương án. Ở đây chúng ta không lưu không dành cho nhiều thời gian cho vấn đề này, chỉ là khoảng 30 giây một phút thôi. Chúng ta đã chào tất cả mọi người rồi, ai đã không phải lần đầu rồi, và những người mà đang là mới, thành viên mới, với hy vọng là họ muốn biết nhiều hơn về Everreach, về những cái cơ hội mà công ty đề xuất. Đương nhiên chúng ta có thể tự sử dụng được bằng cái từ riêng của mình về lời chào, nhưng chúng ta không tập trung nhiều vào vấn đề đó. Cái slide thứ hai là cái thứ hai là đấy là cái thẻ của bạn, đấy là cái thẻ duy nhất mà bạn có thể đổi được ở các phòng khác nhau. Bây giờ có người thì đang là tên Mila với một cái miêu tả về mình đại khái, nó không chắc là cũng phải thật, nhưng mà trong trường hợp của bạn thì nó phải thực với con người bạn. Cái từ speaker tức là diễn giả, bạn có thể xóa đi, ở đây nó không cần đâu, các bạn chỉ biết tên thôi. Ví dụ là Ivan Ivanov, tôi thấy một số người diễn giả để cái từ speaker, nhưng mà tôi nghĩ là không cần phải có cái từ đấy, nó không phải là cần thiết. Bên phía phải xong đó bạn biết là cái chức vụ của bạn, rồi các cái thành tích, danh hiệu, cái gì bạn không nên làm ở đây. Đừng có nói về mình ở đây 5 hoặc 10 phút, cái đấy là hoàn toàn thừa thãi. Chúng đã, các bạn đừng có đọc, người ta cũng không đọc về mọi người ở cái slide này đâu. Thường thì tôi hay làm là như thế này, hãy bán cho mình cái giai đoạn, bán mình ở giai đoạn này, bán mình như một cái chuyên gia trong lĩnh vực này, một master. Hãy tưởng tượng xem tại sao mọi người lại phải nghe bạn, theo bạn. Nếu mà bạn nói là bạn là đại diện của hội đồng đại sứ thì đối với mọi người đó không, chưa là cái gì cả. Hoặc là nói là bạn là phó chủ tịch tổng thống chương trình chiến lược marketing thì họ cũng không quan tâm đâu. Tôi khuyên các bạn là nói một cái chương trình 30 giây về mình. Nói về mình 30 giây. Tôi từng tham gia sự kiện của J.J. Fox. Các bạn hãy tưởng tượng xem bạn đang đi trên phố và có Richard Branson đang đi trước mặt bạn. Và bạn chỉ có 30 giây thôi. Kể cho anh ấy về mình. Bán mình trong 30 giây. Và hãy nói thế nào để mà người ta muốn nghe bạn. Bạn có thể kể dạng như là xin chào, tôi tên là Anh Bác Sĩ Sơn, và tôi sẽ nói chuyện với bạn 30 phút nữa.
Tôi thực sự thích những thứ gì mà tôi đang làm. Vì thông tin tôi sẽ chia sẻ cho bạn trong 1 phút nữa thì là nó đã thay đổi thế giới cuộc sống của tôi. Và có cái nghiên cứu việc đó thì tôi có thể giúp đỡ người khác và tạo cảm hứng cho họ để họ có thể mơ được, có ước mơ, mơ được những cái việc lớn lao và họ có thể trở thành hơn thế nữa và nhận được nhiều thứ hơn, đạt được tất cả những thứ gì mà họ mong muốn. Tôi không nói kiểu sách vở đâu, mà tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Và tôi làm việc đấy trong vòng 3 năm rồi, tôi luôn đang làm cái đào tạo rồi là các buổi đào tạo hướng dẫn. Đấy là tôi chỉ nói ví dụ từ đầu tôi thôi. Và tôi các bạn nên ghi vào trong vòng 30 giây, chứ đừng có đọc cái gì mà nó trong cái slide của bạn, vì cái đấy thì họ có thể tự đọc được. Các bạn phải làm thế nào để có thể họ muốn nghe bạn, để họ tin tưởng bạn. Đừng có nói với họ là bạn vào công ty này bao giờ, rồi là bạn biết ai ở đây, rồi là bạn bao lâu ở đây. Hãy nói với mình như một người chuyên nghiệp, chuyên gia mà nên lắng nghe, thì bạn có thể định hướng được cho họ một cái thứ gì đó tốt hơn. Các bạn hãy viết số cộng vào nếu các bạn hiểu hết tất cả mọi thứ tôi nói. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi đã ghi cho tôi rồi, là 30 giây, đến từ 30 giây đến 1 phút chúng ta dành cho việc giới thiệu. Các bạn hãy thực hành và luyện và xem cái thời gian thế nào nó hoàn hảo nhất cho bạn. Tiếp theo là chương trình. Chúng ta hãy bắt đầu những cái thứ gì nên làm. Bạn có thể đọc được chương trình, nhưng mà không cần nói, không cần giải thích từng mục một đâu, vì bạn sẽ nói từng mục mục này ở trong thuyết trình của mình. Vì vậy không cần phải quá chi tiết, không nhất thiết phải nói như theo ở đây nó viết, chỉ nói bằng một câu thôi là bạn sẽ nói cái gì trong cái mục này, có thể là trong 30 giây. Giới thiệu về mình thì bạn sẽ liên kết với chương trình này luôn, thì cái đấy nó sẽ hoàn hảo. Đây là một cái câu chuyện, và bạn kể một cái câu chuyện. Tôi ở đây có viết là chúng ta có cái bước cho tới sự thành công, và ở cuối thì là có cái tin tức và hỏi đáp. Và sẽ có những, có thể có những tuần chúng ta không có các khuyến mại và tin tức, và bạn có thể chia sẻ được. Vì vậy là các bạn sẽ bỏ cái mục tin tức và sẽ để lại mỗi hỏi đáp thôi. Hỏi đáp có nghĩa là các bạn sẽ trả lời câu hỏi liên quan tới thuyết trình này, các cái thông tin mà bạn đã nghe rồi, nhưng mà các bạn đã không nhắc tới cái gì về việc STO chẳng hạn, việc ra mắt thị trường hoặc là blockchain hoặc là sàn chứng khoán, vì vì mọi người hay hỏi cái đấy. Thì chúng ta sẽ nói với họ hãy tham gia cái webinar khác, cái thuyết trình khác ở cuối webinar. Chúng ta chỉ trả lời câu hỏi mà các bạn vừa chia sẻ. Các bạn hãy tưởng tượng xem câu hỏi thì là website ở đâu, làm thế nào để tôi nhận được cái thuyết trình này, làm thế nào tôi đăng ký được, tôi tìm các cái thuyết trình khác về các sản phẩm khác ở đâu, vân vân vân, ở đâu tôi có thể xem các thuyết trình về kinh doanh. Đó là tất cả những câu hỏi các bạn chỉ trả lời liên quan tới cái thuyết trình này. Các bạn ok không? Tiếp theo, cái thuyết trình tiếp theo, thế giới hiện tại đang diễn ra những việc gì, vấn đề gì? Ở trong cái thuyết trình này chúng ta phải tưởng tượng ra một cái vấn đề. Tôi có đồng ý là chúng ta không nên phải các cái vấn đề mà đang diễn ra ngày nay, thì những người khán giả nghe họ phải biết là vấn đề nào các bạn sẽ quyết định. Họ phải hiểu tại sao họ phải nghe cái thuyết trình đến tận cuối, vì tôi đã từng cũng làm cái nghiên cứu và có học xem qua dữ liệu. Nếu các bạn không thu hút được khách hàng ngay từ đầu thuyết trình, thì cái thuyết trình của bạn 20 giây, 30 giây, 20 phút, 30 phút, 40 phút thì bạn sẽ là mất sự chú ý của họ và họ bắt đầu làm các cái việc khác. Bạn phải ngay từ đầu thu hút được họ để họ tập trung cái sự chú ý bằng cái slide này, nhờ các cái vấn đề
này và những cái nỗi đau của rất nhiều người có. Tất nhiên không phải ai cũng có vấn đề và các cái khó khăn, nhưng mà có một số người có trải qua những cái đó, và các bạn phải vẽ được cái bức tranh đó trong đầu mọi người ở vấn đề hiện tại, trong vấn đề hiện tại của thế giới. Cũng có thể họ sẽ liên tưởng cái đấy với chính mình, hay là có thể liên tưởng với những các cái vấn đề mà bạn bè đang trải qua hoặc là họ hàng đang trải qua, và có thể họ cũng muốn thay đổi thế giới thành trở thành tốt đẹp hơn, nhưng mà mọi thứ đang tốt, chúng ta phải chỉ được cái đấy cho họ, điều gì đang diễn ra ở trong thế giới này và cái đấy nó sẽ dẫn chúng ta tới đâu, cũng như chúng ta kể câu chuyện của chính mình. Tôi khuyên cái chương trình này làm này và cái slide này, kinh như là bạn đang kể một cái câu chuyện, cái slide này nó phải kể không, không kể một cách rất là bình tĩnh, không nên kể một cách phấn khởi, vì thường chúng ta không bao giờ chúng ta không thể nói hạnh phúc khi mà tỷ lệ thất nghiệp cao. Chúng ta luôn luôn phải đồng cảm vì chúng ta đi với họ, chúng ta muốn chạm được vào nỗi đau của họ. Đấy là một cái tư duy về chiến lược. Hoặc là bạn nhờ qua cảm xúc các bạn có thể gây thiện cảm, nhờ sự đồng cảm đấy, nhưng bạn có thể ép, có thể làm thế nào để mọi người có thể nghĩ được về các vấn đề này, vấn đề thế giới này, thì bạn đã chiếm được họ rồi, bạn đã chiếm được cái sự chú ý của họ và họ sẵn sàng nghe bạn đến cuối cái thuyết trình này. Phải nói từ từ nói chân thành và từ đấy trong trong tim mình, ở cái slide này các bạn đừng có đọc đọc là kiểu như là chỉ đọc một cách đơn thuần tỷ lệ thất nghiệp cao này, rồi là mọi người dẫn tới việc là càng nhiều người mất việc làm này, đừng có nói như vậy. Các bạn chỉ cần kể về thông tin mà bạn vừa đọc được, hoặc là cái bài mà bạn vừa nghe được, hoặc là bạn có thể nói là bạn đang đi từ cửa hàng, bạn bạn đã thấy rất nhiều các cái kịch bản diễn ra ngoài đường, hãy chia sẻ thông tin như vậy là vấn đề ở trên thế giới đang tồn tại. Và nếu mà cái điều đó không diễn ra với chúng ta thì đó là thực sự là may mắn, nhưng có rất nhiều người đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không quá tập trung cái slide này, tối đa là 2 phút, đáng nào mà chúng ta có thể để được để họ suy nghĩ, để có vẽ được cái bức tranh này trong đầu họ là vấn đề có đang tồn tại trên thế giới, và có thể là chúng ta phải đấu tranh với các cái vấn đề đó và những các cái khó khăn đó, và có thể người đó sẽ tự làm để cho chính mình hoặc là cho người khác. Và khi chúng ta tới cái bài sang khác thì chúng ta không còn buồn nữa, để chúng ta đứng vững ở trên vững thì chúng ta có thể thể hiện được các cái năng lượng của chúng ta bằng các cái cử chỉ là chúng ta có giải pháp. Cái anh chị chúng ta có giải pháp, đây là cái tình huống đang diễn ra, nhưng chúng ta có giải pháp và chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chúng ta, trong bàn tay của chúng ta. Ở đây thì bạn phải thể hiện cái sự cảm hứng, sự phấn khởi, và cái giai đoạn này là cái giai đoạn có thể họ sẽ có những câu trả lời của chính mình cho những cái khó khăn của họ. Rất nhiều các cái thuyết trình nó diễn ra kiểu như là không, không có những điểm nó cứ bằng 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 bằng, và mà thậm chí là đoạn cuối nó có thể rơi xuống. Thì các bạn hãy sử dụng các cái giọng của mình, rồi là ánh mắt của mình, rồi là tay của mình, rồi là bạn hãy cười. Khi bạn đau thì bạn phải thể hiện nỗi đau, khi mà mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì bạn phải thể hiện sự niềm vui. Đừng có nói một cách kiểu như là phẳng thế nào thì kết thúc như vậy. Tuy nhiên là cái đấy, tất cả để mà làm được cái đấy thì phải có cái sự thực hành, cái tiếp cận thì nó sẽ khác nhau theo cái các bạn quen, nhưng mà cái cách tiếp cận của tôi thì nó hoạt động hành động rất tốt. Đây là slide về Everish. Chúng ta chỉ cần 2 phút thôi, tối đa là 2 phút chúng ta sẽ giới thiệu về thương hiệu mới Everish. Các bạn cũng đừng quên là hãy bày tỏ sự hân hoan và phấn khởi. Chúng ta có thể đọc tất cả những gì mà ghi ở trên slide. Tất nhiên là nếu chúng ta có thể tự nói được, không cần phải nhìn, không cần phải đọc, chúng ta có thể giới thiệu về Everish mà không cần phải đọc y hệt như này thì còn hay hơn nữa. Chúng ta cũng có thể nói tại sao thì cái thương hiệu này lại tốt, lại hay. Chúng ta có những dự án, một loạt các cái dự án mà
có thể sẽ được triển khai ngay bây giờ, ngay thời gian tới, và làm thế nào để cho mọi người cảm thấy hấp dẫn hơn, cảm thấy lôi cuốn hơn. Chúng ta phải làm thế nào để họ phải hỏi mình là xem là những cái dự án đấy là dự án nào. Nếu mà chúng ta nói thì chúng ta không nói hết, mà chúng ta phải để cho khơi dậy sự tò mò của của người nghe, để họ có thể tự mình đặt câu hỏi, tự mình tìm kiếm. Và sau đó chúng ta sẽ nói thêm cái phần là chúng ta có bao nhiêu đối tác, chúng ta đăng ký ở đâu. Các cái số lượng đối tác của chúng ta ngày càng gia tăng, mỗi tuần, mỗi ngày đều có thêm rất nhiều, vân vân. Thì chúng ta có thể có cái thông tin được dịch ra 12 ngôn ngữ khác nhau. Rồi chúng ta ngày càng thêm có thêm nhiều người dùng đăng ký, và nếu mà cần có thêm những ngôn ngữ mới thì chúng ta cũng sẵn sàng thêm, để chúng ta có thể lớn mạnh nhanh hơn, và cái thương hiệu này có thể lan tỏa rộng hơn, có thể có mặt trên toàn cầu. Chúng ta cũng có thể nói những thứ đó để cho mọi người cảm thấy hào hứng. Về HQ tiếng Anh tức là HQ, tức là headquarter, tức là nghĩa là trụ sở chính đấy, là ở Mỹ. Chúng ta ở đây, cái slide tiếp theo là chúng ta cũng chỉ có 2 phút để nói về cái slide này thôi. Chúng ta sẽ nói chung về hệ sinh thái. Hệ sinh thái của công ty. Ở đây chúng ta sẽ có ở đây chúng ta slide trước có người hỏi là HQ tức là gì, tức là trụ sở chính của công ty là ở Mỹ, đặt ở Mỹ. Và trong hệ sinh thái thì chúng ta sẽ nói là chúng ta có thể kể với mọi người rằng mọi người có thể hình dung rằng bình thường chúng ta mỗi người thì có một hoặc hai công việc là thôi, công việc chính và làm thêm ở đâu đấy chẳng hạn, thì họ sẽ là đi làm thuê. Họ sẽ có được những cái trách nhiệm khác nhau. Và chúng ta ở đây có 6 cái dự án, 6 cái hướng làm việc khác nhau, 6 nguồn thu nhập khác nhau, và mọi người có thể tham gia, mà tất cả đều có dưới trong một cùng một cái hệ sinh thái. Average nó như là một tổng công ty vậy. Như các bạn biết thì là chúng ta có những cái chuỗi nhà hàng nhượng quyền, khách sạn hoặc khách sạn nhượng quyền, thì bao giờ cũng sẽ có chung một cái thương hiệu để kết hợp tất cả các nhà hàng khách sạn đó cùng một chỗ. Mọi người không biết là đấy là một, chúng ta cũng như thế, chúng ta có một hệ sinh thái chung, nó có trong đấy có một cái thương hiệu chung, mà ở trong cái thương hiệu đó chúng ta sẽ có nhiều cái dự án khác nhau, và chúng ta cố gắng thêm càng nhiều dự án càng tốt. Hôm nay chúng ta có 6, có thể ngày mai sẽ là 10, 18 tháng nữa thì có khi lại là 18 chẳng hạn, 15 hay 18 chẳng hạn, thì chúng ta luôn luôn sẽ tăng các cái nguồn thu của chúng ta. Chúng ta không tập chân tại một chỗ. Chúng ta không cần phải nói cụ thể quá về từng cái dự án. Chúng ta không cần phải giải thích về cái hỗ trợ pháp lý chẳng hạn, không cần thiết. Chúng ta có thể nói về EduCafe hay là EduGame thế. Chúng ta cứ nói là chúng vài lời thôi, nói về các công ty này, các cái dự án này. Thế nhưng không cần nói quá sâu. Tôi sẽ giải thích tại sao. Bởi vì trong những cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về 3 công ty khác nhau. Có 3 công ty cụ thể là API, về EduGame và EduPay rồi. 3 công ty đấy chúng ta sẽ nói cụ thể trong những cái slide tiếp theo. Vậy cho nên là chúng ta không cần phải nói quá kỹ trong slide này, chúng ta chỉ nói điểm qua qua thôi. Và tất cả các cái dự án cũng sẽ được triển khai và cũng sẽ chạy ngon lành. Và sắp tới thì các cái dự án, các cái dịch vụ cũng sẽ được đưa đến mọi người. Cho nên là hiện nay chúng ta chưa cần phải nói quá chi tiết. Ở đây, tiếp theo, slide tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra một vài ví dụ về các cái dự án nói ở trên. Đây chúng ta có thể bỏ ra khoảng độ 2 phút cho cái slide này thôi. Chúng ta có thể nói ở đây, chúng ta sẽ có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình khi mình đã từng học qua, hay chúng mình đã tham gia học, hay từng ra làm tại Học viện Đào tạo Nhà đầu tư. Và kể xem cái kinh nghiệm, hay là kể về cái câu chuyện của mình là cái học viện này đã giúp chúng ta như thế nào, để chúng ta tốt hơn như thế nào, chúng ta có thể có thêm kiến thức như thế nào.
giúp chúng ta xây dựng cái công việc kinh doanh của mình như thế nào, vân vân, thì chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình với mọi người. Còn nếu nói về về tài chính, về tiền thì chúng ta có thể nói là học viện đã giúp chúng ta hiểu hơn về tiền, biết cách quản lý tiền nhiều hơn. Đấy thì tôi cũng không muốn là bắt các bạn phải nói theo tôi, nhưng là các bạn có thể tùy xem là kể như thế nào để mọi người có thể hiểu được là chúng ta đưa lại cho họ những cái cơ hội, tạo ra cơ hội cho họ. Tôi biết là nhiều người họ tập trung vào việc kiếm tiền. Thế nhưng mà cái lời khuyên của tôi là chúng ta không cần tập, chúng ta tập trung vào sự đào, vào việc đào tạo ấy. Nếu trong tiếng Anh chẳng hạn thì chúng ta có từ learning, tức là học. Nếu chúng ta tập trung vào việc học thì chúng ta hãy bỏ cái từ learning, bỏ chữ L đi thành earning, tức là kiếm tiền. Tức là nếu mà các bạn học thì các bạn sẽ kiếm được tiền, chắc chắn là thế. Trong cái việc học thì đã có từ việc kiếm tiền rồi. Đấy, trong tiếng Anh là họ sẽ có cái kiểu chơi chữ như vậy. Hoặc là mình có thể có một cách khác. Tôi thì lúc nào cũng sẽ nói chuyện về học viện đào tạo nhà đầu tư của mình, bởi vì tôi rất thích cái học viện này. Đây là cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời của tôi về để đào tạo, về học hành, mà trước đây sẽ không ai có thể mang lại cho tôi ấn tượng như vậy. Và tôi vẫn luôn nói với các đối tác tiềm năng của mình là average có nghĩa là gì và average có cái gì. Và tôi luôn bắt đầu từ 8 nguyên tắc của nhà đầu tư. Tôi chỉ muốn nói là họ, mọi người có thể hiểu biết hơn, có thể biết cách tìm kiếm kiếm tiền tốt hơn. Và đó thì chính là cái điều mà chúng ta có thể học ở Học viện Đào tạo Nhà đầu tư. Đó là cái nền tảng mà cái học viện này mang lại cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói ngắn gọn là công ty dạy mọi người cách đầu tư đúng cách, làm thế nào để trở thành người thành đạt, làm thế nào để xây dựng công việc kinh doanh của mình, không nhất thiết là phải quá đi sâu vào chi tiết mà mô tả từng cái tiểu tiết một. Chúng ta sẽ nói chung chung, nói lướt qua, nói tổng quát thôi. Các bạn có thể mô tả dùng một câu để diễn tả thôi, hoặc là lấy một hai cái điểm mà các bạn nghĩ là quan trọng nhất mà cần lưu ý mọi người nhất thì các bạn lấy ra các bạn nói. Chúng ta có thể thay đổi cái phương pháp của mình, lần thì chúng ta nói kiểu này, lần thì chúng ta nói vào kiểu khác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tức là có lần thì chúng ta nói về hai cái điểm đầu, sau đó chúng lần sau chúng ta nói về hai điểm khác để cho nó thay đổi. Thì tôi không biết là các bạn có kịp làm điều đó trước Giáng sinh hay không, hay trước năm mới không. Nên tôi hy vọng là đến năm sau thì các diễn giả có thể có sẵn sàng cái học viện, cái bài diễn thuyết, có thể có cho phần UGain và phần khác nữa, thì UGPay nữa. Thì tôi muốn tạo ra một cái học viện, học cái chúng ta có một cái bài thuyết trình riêng dành cho API, dành cho học viện. Và chúng ta sẽ được, chúng tôi không nói chi tiết quá về việc học viện đã được tạo ra, được thành lập thời nào, ai là học viên, ai là giám đốc, ai là người quản lý, vân vân. Chúng tôi không nói cụ thể những cái điều đó, và để cho mọi người tìm hiểu thêm. Và sau đó chúng ta nói là nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về học viện thì các bạn có thể tham gia cái webinar mà liên quan cụ thể về học viện, để các bạn biết được. Thì lúc đó chúng các bạn sẽ có cái lịch webinar, lịch đào tạo rồi, thì các bạn sẽ đưa cái thời điểm đấy ra, cái ngày đó ra cho mọi người để mọi người tham gia. Có thể là sẽ vào thứ ba hoặc thứ tư gì đấy. Sau đó chúng ta sẽ nói về UGain, cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ không nói cụ thể, không nói quá chi tiết. Mà tất nhiên là chúng ta cũng có thể nói rất nhiều, thế nhưng mà không cần thiết. Chúng ta hãy chỉ cần biểu đạt cái sự phấn khích của mình. Chúng ta chỉ cần nói là đây là một cái nền tảng để chúng ta có thể giúp cho các doanh nghiệp và các người dùng họ có thể có lợi nhất. Chúng ta sẽ có thể giúp họ có được cái quyền tiếp cận đến với các cái dự án thú vị của các doanh nghiệp mà có khi họ còn không nghe được, hoặc là họ có thể có được các cái mã giảm giá hay là các cái chiết khấu nào đấy. Thì đây, theo tôi đây là một cái quyết định rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đi mua hàng và người ta sẽ hỏi các bạn là anh chị có thể
thành viên hay không, thì chúng tôi có một đống thẻ giảm giá, một đống thẻ thành viên. Thì mọi người ở đây sẽ nói là ở, mở cái ví ra và thấy có hàng trăm cái thẻ, hàng chục cái thẻ, không biết cái thẻ nào là cái thẻ phù hợp của cái cửa hàng này. Và tất nhiên là đấy không phải là tất cả. Thế nhưng đó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể đưa ra là ví dụ để giải thích cho cái người khách hàng cũng như là cái người doanh nghiệp. Các bạn cũng không biết là các bạn có để ý đến việc marketing hay không, Facebook hay ở cái nền tảng nào đấy nữa. Thì tôi đã từng làm điều đó bởi vì tôi đã từng làm cho công ty marketing. Và đó, nó rất là tốn kém, cái dịch vụ đó rất là tốn kém. Tôi vẫn nhớ là tôi phải trả hơn 300 euro để khách hàng có thể quan tâm một chút gì đấy đến tôi và có thể muốn nói chuyện với tôi. Thế nhưng mà điều đó cũng chưa chắc là họ đã mua hàng của mình ngay đâu. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích là đây là một cái nền tảng rất là thú vị, nền tảng rất là tốt mà để cả hai bên cũng có thể tiết kiệm được chi phí và có được cái quyền truy cập vào các cái dự án toàn cầu. Và để mọi người có thể có tiếp cận được cái cơ sở dữ liệu toàn cầu của chúng ta với hàng triệu người. Và họ sẽ có thể đưa ra các cái mời chào các sản phẩm của mình ở trên đó. Và trên slide này thì chúng ta cũng có thể chuyển sang một cái giới thiệu mọi người xem cái bài thuyết trình riêng về Yogain để cho nếu mà họ quan tâm. Để họ có thể, ban đầu đây là chúng ta chỉ cho họ biết về cái chung chung tổng quát về dự án thôi. Còn nếu họ biết sâu hơn thì chúng ta sẽ cho họ một cái bài phát biểu riêng, bài thuyết trình riêng vào thứ ba hàng tuần chẳng hạn thế. Thì chúng ta họ có thể tham gia webinar để họ nghe về Yogain kỹ hơn. Làm sao để trở thành đối tác hay là trở thành người dùng. Làm thế nào để đưa sản phẩm lên cái nền tảng này chẳng hạn. Nếu như bạn là doanh nghiệp. Thế có bốn loại hình thu nhập, bốn loại thu nhập từ cái UK này. Đấy thì chúng ta sẽ giải thích cho họ như vậy. Ở cái slide này thì chúng ta nói về Ujipay, chúng ta lại cũng thể hiện là chúng ta rất là phấn khởi, rồi chúng ta đạt được các cái hoàn thiện ở trong lĩnh vực Ujipay. Và chúng ta sẽ nói là công ty này đã đăng ký ở Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, được thành lập như pháp nhân ở Thụy Sĩ và có một cái sản phẩm tuyệt vời. Chương trình Crypto Unit là một cái chương trình giãn sáng tạo đổi mới và có một cái danh mục đầu tư và cho phép mọi người được nhận được các cái thu nhập thụ động. Và danh mục đầu tư chính bạn có thể liệt kê lại tất cả. Hoặc là có thể nói là họ gần 10 cái. Và chúng ta luôn luôn có những các cái công cụ mới vào cái danh mục đầu tư crew. Vì chúng ta có một cái ban đầu tư riêng làm việc ở các dự án khác nhau và sẽ cho chúng ta một cái lợi ích rất nhiều vào cái thu nhập và tăng giá trị cái danh mục đầu tư. Các bạn hãy ghi sự chú ý của họ và để họ có hưng phấn. Và sau chúng ta có thể ok, thì chúng ta thường là có webinar vào thứ ba, Ujibe là ở thứ tư và học viện đầu tư nhà đầu tư thì là thứ năm. Đấy là các cái thường là các cái webinar của trang diễn ra những ngày đấy. Nhưng mà ngày mai thì chúng ta sẽ có buổi gặp mặt của các cái lãnh đạo các dự án và chúng ta sẽ nhận được xác nhận của lãnh đạo dự án là họ sẵn sàng giới thiệu về các cái sản phẩm của mình. Đại đa số là các cái sản phẩm đã cái giai đoạn đang giới thiệu ở đây cho chúng ta tương tác và chúng ta sẽ hỏi là họ đã thích cái thứ gì họ nghe thấy không và họ có muốn biết thêm vào cái thứ gì đó nữa không. Và đây là mô hình kinh doanh gì đây mà cho phép ở trong hệ thống sinh thái này kiếm được tiền. Vì đây là một cái nền tảng cho phép mọi người kiếm tiền. Chúng ta có thể nói rằng là bất cứ người nào cũng có thể trở thành khách hàng và không nhất thiết là phải làm chủ doanh nghiệp. Cái đây là chỉ là một buổi đào tạo thêm thôi. Nếu mà họ là người mà muốn tìm một cái thu nhập thụ động hoặc là họ đang tìm một trong cái thu nhập thụ động nên mà họ không có việc làm chẳng hạn, thì cái nền tảng này thì có thể là sẽ là nơi cho phép họ nhận được cái thu nhập đấy.
Chẳng hạn Marcus đang hỏi thì hàng tuần chúng ta sẽ có các cái thuyết trình khác nhau đúng không? Không, thứ hai chúng ta sẽ là có average này, again và thứ ba này, thứ tư là UGP này và thứ năm là học viện đào tạo và đầu tư cá nhân. Nhóm average là thứ hai thì là thứ ba thì chúng ta sẽ có cái buổi thuyết trình kinh doanh vân vân, là chúng ta giới thiệu về sản phẩm xong đó lại là kinh doanh. Tức là hôm nay là giới thiệu sản phẩm xong kinh doanh, như thế nó đi một vòng tuần hoàn trong một tháng, nó sẽ là một cái hệ thống. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về là MLCI, đây là gọi là cộng đồng mạng lưới. Tôi không biết là mọi người nói về cái đấy, về tôi thì cũng biết nói về cộng đồng mạng lưới, thì tôi hay nói đấy là một phiên bản mới của MLM, tức là mạng lưới kinh doanh, để chúng ta nghĩ ra một cái bánh xe mới và chúng ta làm nó hoàn thiện hơn, đặc thù hơn và thu hút hơn, và tôi thích nói như vậy hơn chẳng hạn. Và tôi bắt đầu giải thích thế nào là cộng đồng mạng lưới là cái gì. Chúng ta có 3 lĩnh vực sản phẩm, kinh doanh và đầu tư. Trong lĩnh vực sản phẩm, đấy là cộng đồng mạng lưới. Thì công ty nào cũng đều có, đấy là trong cái chương trình đào tạo này, đó là sản phẩm này. Ở đây thì rất là đơn giản, cũng không có cái gì là mới mẻ. Lĩnh vực thứ hai là kinh doanh, hoặc là lĩnh vực kinh doanh. Nó có thể xuất hiện ở mạng lưới kinh doanh. Chúng ta cho phép họ xây dựng một cái kinh doanh toàn cầu ở nhà hoặc là đâu mà họ cảm giác thuận tiện. Họ có thể là làm việc full time hoặc là làm việc part time, và nó không giới hạn cái việc kiếm tiền. Và chúng ta giải thích một cách ngắn gọn các cái yếu tố của kinh doanh cộng đồng mạng lưới, và có thể là các bạn chia sẻ kinh nghiệm của các bạn. Bạn mấy năm đã làm việc như là một đối tác tích cực rồi, hoặc là có thể là bạn nói là bạn mới đâu là khách hàng, sau đó bạn quyết định trở thành đối tác tích cực, vì khi bạn vào bạn rất thích những thứ gì mà bạn được nghe được và những thứ gì bạn nhìn thấy, và bạn nhận được một cái thu nhập thụ động vì bạn đã vào dự án mà cho phép bạn trở thành đồng sở hữu. Đó là một cái ưu điểm khác biệt giữa cộng đồng mạng lưới với lại mạng lưới kinh doanh, tức là nó có đầu tư. Khi mọi người tham gia kinh doanh thì các bạn sẽ trở thành đồng sở hữu hệ thống sinh thái average. Khi bạn nói như vậy thì bạn hãy cẩn thận, vì hiện tại đúng rồi, chúng ta là có một cái điểm vào, một điểm vào thôi hệ thống, tức là học viện đầu tư, và mọi người mua AP và sẽ nhận được hưởng về bằng điểm CRU. Khi họ có điểm CRU thì họ sẽ là trở thành đồng sở hữu average. Nhưng khi học viện UGP sẽ bị tách ra thì nó sẽ không phải như vậy rồi. Mọi người sẽ không phải là trở thành đồng sở hữu một cách tự động, thì các bạn phải kể cái chi tiết, về kể nói là trong kinh doanh chúng ta có 3 cơ hội chúng ta đề xuất cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ để họ có thể nhận được cái lợi ích từ cái lĩnh vực sản phẩm. Chúng ta có cơ hội cho khách hàng tự xây dựng được cái kinh doanh, nhưng mà khi chúng ta nói về đầu tư thì có vài dự án cho phép họ trở thành nhà đầu tư, và nhờ qua đầu tư trở thành đồng sở hữu của cái hệ thống sinh thái. Nếu mà mọi người quyết định chỉ đi vào học viện đào tạo đầu tư IP thì họ sẽ không phải là đồng sở hữu của hệ thống sinh thái nữa, mà trong trường hợp này họ chỉ là đồng sở hữu, họ chỉ là sinh viên của học viện đầu tư IP để mà trở thành họ trở thành nhà đầu tư thì họ phải mua sản phẩm của UGP, tức là token. Nhưng mà trong tương lai thì có thể là có những các cái công ty khác hoặc là các sản phẩm khác mà có thể đầu tư được. Và tôi cũng không sợ nói cái từ đấy, là một cách trực tiếp không mua qua đầu tư token, security token, tức là chúng ta nói là MLC, tức là cộng đồng mạng lưới đề xuất 3 lĩnh vực sản phẩm, kinh doanh, đầu tư. Và kinh doanh đó chỉ là kiểu như là buổi phụ đạo thôi, chúng ta không tập trung nhiều ở cái slide đấy, khoảng 2 phút thôi. Bạn đừng có nói các chi tiết và đừng có đọc từng
Mục 1 chỉ có thể nói kể qua thôi. Vì mọi người có thể tự đọc được mà, các cái sách mà. Hoặc là các bạn phải làm thế nào để thu hút được họ có cái slide thì lên mà tốt đấy, mà bạn nhờ bằng cái sự phấn khởi của mình, bạn có thể họ tập trung tới cái màn hình của bạn. Và có thể bạn cũng có thể làm họ đồng cảm với câu chuyện của bạn để họ có thể cảm nhận được họ có câu chuyện. Tôi update slide rồi và nó cũng sẽ update từ back office. Và chúng tôi đang add nó các cái tài liệu mới. Và Có lẽ là chúng ta sẽ bỏ cái từ new đi, bởi vì xong mà chúng ta sẽ không nói nhiều đến new nữa, tức là cái chúng ta sẽ thay cái chữ nhà kinh doanh, chúng tôi sẽ thay đổi, chúng ta sẽ sử dụng là business person hoặc là business professional, tức là doanh nhân chuyên nghiệp. Có thể chúng ta sau này sẽ sửa sửa một chút cho tiếng Anh thì cái đó là quan trọng, bởi vì man thì là businessman thì trong tiếng Anh thì là chỉ mỗi nam giới thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta có rất là nhiều các quý bà cũng tham gia đúng không, thành ra là trong tiếng Anh chúng ta sẽ phải sửa lại một chút. Các bạn thử hình dung. Và chúng ta hãy lấy thử một cái ví dụ là Edu Cafe, tức là cà phê giáo dục. Và khi mà khách hàng họ đến quán cà phê này, họ sẽ muốn có một cái kinh nghiệm nào đấy, họ sẽ có thể sử dụng dịch vụ ăn uống gì đấy. Chán không muốn nấu ăn ở nhà thì họ tự đi ra hàng ăn cho nhanh. Và để họ có thể tìm kiếm một cái ấn tượng gì đấy chẳng hạn, thì khách hàng thì sẽ phải rất là vui vẻ và hài lòng với cái dịch vụ, và họ sẽ trả tiền cho cái trải nghiệm này, cho các cái dịch vụ mà hoặc là những cái món ăn mà họ đã được phục vụ. Thứ hai đó là cái người bên kinh doanh, thì tức là doanh nghiệp thì họ sẽ là những người mà sẽ cung cấp các cái dịch vụ cho khách hàng này, và với những cái tiêu chuẩn của các nhà hàng, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để cho thức ăn có thể tươi ngon nhất, được lên nóng hổi. Và bên doanh nghiệp thì họ sẽ có được cái lợi ích từ khách hàng, bởi vì khách hàng sẽ mang lại lợi ích cho họ, mang tiền lại cho họ để trả cho họ. Càng có thêm, càng ngon, càng hấp dẫn thì khách hàng càng đến nhiều hơn. Và sau đó thì khách hàng sẽ chia sẻ và sẽ giới thiệu cái nhà hàng này với những người khác. Và doanh nghiệp thì họ sẽ luôn luôn có cái công việc để làm, có thể bán hàng được. Còn đồng sở hữu thì sao? Đó là những người mà họ cùng đầu tư vào cái nhà hàng này, hoặc là những người mà đầu tư vào những cái nhà hàng nhượng quyền, và họ sẽ có được cái lợi ích từ, không phải chỉ từ một khách hàng, một nhà hàng, mà từ một mạng lưới nhà hàng. Có thể là ở Bahama hay là ở Úc hay là ở đâu đấy nữa chẳng hạn. Thì không nhất thiết là họ phải có mặt ở nhà hàng như là cái người kinh doanh, hoặc cái người đồng sở hữu, tức là cái người cùng mua cổ phần cổ phiếu và họ đầu tư vào cái nhà hàng. Thì không cần thiết họ phải có mặt ở nhà hàng, thế nhưng mình vẫn có được lợi ích, có được tiền lãi mà được nhà doanh nghiệp họ chia ra, và lãi càng nhiều thì mình càng chia nhiều. Và mình sẽ muốn là nhà doanh nghiệp họ sẽ làm ăn được và muốn khách hàng được vui vẻ hài lòng. Như vậy thì tôi sẽ đưa ra cái ví dụ này cho các đối tác của mình, ví dụ của MNCI đầu tư cộng đồng theo mạng lưới, thì họ sẽ đến được nhà hàng và có được cái đề xuất, cái đơn hàng. Và người chủ doanh nghiệp họ đến chủ khách sạn, họ sẽ có hàng nghìn người đến nhà hàng của mình chẳng hạn, thì tức là họ sẽ thích hơn đúng không, và họ sẽ muốn làm thế nào để cho các khách hàng đấy còn nhiều hơn nữa. Có một câu hỏi như thế này. Vậy thì cái phần có bao nhiêu xác suất, phần trăm xác suất là khách hàng sẽ trả tiền ở nhà hàng, là 510 hay là 100 euro thì họ sẽ có được cái đề xuất và có thể trở thành đồng sở hữu. Tự nhiên tức là mình chỉ trả tiền ăn thôi, sau đó thì lại trở thành đồng sở hữu thì quá là tuyệt vời đúng không? Và khi mọi người sẽ hỏi là thế các bạn có biết không? Có một cái ngành kinh doanh nào đấy ở đây có một cho các bạn có thể vừa là trở thành khách hàng vừa trở thành đồng sở hữu thì quá là hấp dẫn đúng không? Thì mọi người sẽ nói làm gì có cái chuyện như thế. Và sau đó thì chúng ta sẽ nói với các cái nhà kinh doanh theo mạng lưới, họ cũng sẽ không hiểu và họ bảo không làm gì có chuyện như thế.
Và chúng ta nói với những người mà làm doanh nghiệp thì họ cũng sẽ bảo là không có, tức là 99% mọi người được nghe thì sẽ nói là làm gì có chuyện như thế. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ với họ là có một cái nền tảng như vậy. Đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái nền tảng MNCI này. Và chúng ta có thể vừa làm khách hàng, vừa làm đồng sở hữu. Chúng ta có cơ hội để trở thành đồng sở hữu của cái hệ sinh thái của chúng ta. Nếu chúng ta trở thành khách hàng của UGPay, hoặc chúng ta có thể trở thành đồng sở hữu của các dự án trong tương lai, hay là chúng ta có thể trở thành doanh nghiệp để quản lý, thì mọi người có thể lựa chọn cho mình. Nhưng chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của MCI, sức mạnh của đầu tư cộng đồng và mạng lưới, và chúng ta sẽ có thể hào hứng để chia sẻ với mọi người. Các bạn hãy cố gắng nói chuyện với mỗi người và đừng cố gắng lôi kéo họ, chèo kéo họ làm gì cả. Không cần phải chèo kéo gì cả, chúng ta chỉ cho họ thấy cái lợi ích mà họ có thể nhận được khi mà họ sẽ trở thành một thành viên của chúng ta. Ví dụ như ban đầu họ trở thành khách hàng thì họ sẽ có được lợi ích gì, họ sẽ thấy là họ sẽ muốn biết đây là cái gì, MCI là cái gì, họ sẽ hỏi. Tức là chúng ta nói là không nên ăn một miếng, ăn hết cả con voi là được, chúng ta cứ ăn từ từ thôi. Mọi người sẽ từ từ dần dần tìm hiểu và chúng ta sẽ giới thiệu cho họ. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ, có khi họ có chia sẻ tiếp cho những người khác. Còn nếu chúng ta muốn chèo kéo mọi người ngay lập tức thì họ sẽ cảm thấy e ngại và họ sẽ không thích, họ sẽ tránh. Sau khi mà tôi đã thay đổi cái cách tiếp cận thì tôi thấy là cái kết quả nó khá hơn nhiều. Tức là chúng ta sẽ cho họ thấy họ có thể trở thành khách hàng trước, sau đó thì sẽ có được cái thu nhập mà thụ động mà không tệ. Sau đó dần dần thì mọi người sẽ càng ngày càng quan tâm nhiều hơn và càng muốn tham gia. Đấy, tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ biết cách để nói chuyện với mọi người như vậy trong vòng 2 phút. Đấy, tôi đã nói là cái slide này chúng ta, cả cái presentation này chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Thế nhưng mà chúng ta có cái, chúng ta phải căn chỉnh cái thời gian nào cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích là có cái nhà hàng như vậy, có thể làm khách hàng, đồng sở hữu gì đấy thì mọi người sẽ vui vẻ. Tiếp theo, các cái lý do tại sao của chúng ta. Chúng ta càng có nhiều những cái lý do tại sao thì chúng ta lại càng dễ trả lời được câu hỏi làm thế nào. Và chúng ta mỗi người đều có những câu hỏi tại sao riêng của mình, những cái lý do riêng của mình. Lý do để khiến chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hay cảm xúc dạt dào hơn. Một số người thì có thể thấy rất là nhiều cái câu hỏi tại sao họ lại làm cái việc này, tại sao lại làm việc khác. Tôi hy vọng là mọi người đều có thể giải đáp được cái câu hỏi tại sao cho mình. Tại sao lại vì tiền, hay là vì cái gì khác, hay vì một mục tiêu cao cả nào đấy hơn. Nếu như các bạn vẫn chưa có được cái câu hỏi tại sao của mình mà chưa giải đáp được cho câu hỏi này của mình, thì hôm qua có một người nói với tôi là sau khi tham gia GoPro thì anh ấy đã hiểu ra được những cái câu hỏi tại sao cho chính mình. Cái người đấy đã làm việc cả năm ở đây rồi. Các bạn hãy thử nghĩ xem là tại sao mình lại làm vậy. Tại sao chúng ta lại muốn cải tiến nền kinh tế thế giới? Chúng ta có thể hãy thử tạo ra một cái bức tranh tổng thể cho họ để cho mọi người có thể nhìn thấy được, có thể họ có thể thấy trầm trồ, thán phục và cũng mong muốn được tham gia, muốn cùng nhau phân phối của cải và các giá trị trong tất trên toàn cầu, hoặc là chúng ta có thể ảnh hưởng đến thế giới như thế nào, thay đổi thế giới này như thế nào tốt hơn. Chúng ta muốn thay đổi thế giới này, muốn thay đổi cho cuộc sống của nhiều người khác nhau. Nhưng chúng ta phải đưa cái cảm xúc của mình vào cho mọi người để họ có thể cùng hào hứng như chúng ta. Thì tôi khuyên các bạn hãy nghe Tổng Giám đốc Andre khi mà Tổng Giám đốc giới thiệu với chúng ta về cái sứ mệnh, và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong vòng 2 phút giới thiệu được hết tất cả những cái lý do này. Đấy, thì các bạn sẽ cố gắng làm giải thích tại sao là điều này có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, mang lại lợi ích như thế nào. Và các đối tác, kể với các cái đối tác mà đã thay đổi quan điểm sống của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình. Chúng ta đã thấy là một con chim nho nhỏ họ đã trở thành một những con đại bàng, những con chim ưng hùng mạnh. Và giờ đây thì họ đã cảm nhận được cái sức mạnh của MCI, cộng đầu tư cộng đồng. Và
họ có thể nhìn thấy được cái sứ mệnh của chúng ta rõ hơn, nó có thể theo đuổi cái sứ mệnh của chúng ta. Và tất nhiên là sau GoPro thì mọi người, nhiều người sẽ hiểu ra rõ hơn và mọi người đã thay đổi rất nhiều sau cái chương trình GoPro này, và điều đó sẽ diễn ra nhanh hơn trước so với trước đây. Thì chúng ta có thể có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người như vậy, mà chúng ta cùng nhau đã hơn có hơn được 1,5 triệu, 1,5 triệu người cùng với nhau rồi, sát cánh với nhau rồi, thì chúng ta ngày càng đông hơn. Và đến hồi năm 2016 thì tôi chỉ có một cái nhóm bạn bè họ hàng, còn bây giờ thì tôi đã có hẳn một hệ thống, rất là một cái gia đình lớn mà ở có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, vừa để cùng nhau chia sẻ các cái trao đổi, chia sẻ các cái cảm xúc của mình để mở rộng cái cộng đồng này. Và ở đây chúng ta sẽ tổng kết. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nói lại từng cái mục về tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới làm xong, chúng ta vừa mô tả xong, chúng ta tổng kết tóm tắt lại các cái slide trước. Và các bạn đừng lại quay trở lại nói một loạt từ đầu đến cuối nữa, không lại cần chúng ta, khi chúng ta tổng kết chúng ta không cần phải giải thích lại từ đầu, mà chúng ta chỉ nói tóm tắt lại thôi, nói ngắn gọn 1-2 câu thôi để tổng kết lại. Nếu không thì mọi người thì lại ngồi chờ 20 phút xong là lại ngồi nghe lại từ đầu, thì chúng ta sẽ không bao giờ nói xong được. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau có thể đọc, hoặc là chúng ta dừng lại một chút, hoặc là chúng ta nói nhanh, nói tóm tắt lại vài câu, tùy theo các bạn thấy thế nào thoải mái hơn thì các bạn làm. Không quá 2 phút nhé. Và sau đó chúng ta đi đến cuối thì chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải đưa cho họ những cái bước mà họ cần phải làm. Chúng ta hãy cùng nhau hỏi xem là họ đã thích, có thích những gì mà họ là nghe được, được nghe không? Họ có hiểu biết thêm nhiều hơn không? Và sẽ biết được thêm nhiều hơn hay không? Và khi mà chúng ta có thể nói là đăng ký thì miễn phí, chúng ta có thể thấy họ là chúng ta có những cái lịch webinar của tuần sau, của tháng sau để họ có thể tham gia. Chúng ta hãy chọn những cái dự án mà mọi người, các bạn thích hơn, các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, các bạn hãy để tôi giới thiệu cho các bạn thêm thông tin về những cái dự án đó. Các bạn có muốn trở thành đối tác hay không? Chúng ta sẽ nói chuyện với họ và để tùy thêm tình hình như nào, chúng ta sẽ mời họ đưa ra những cái quyết định về những gì mà họ làm. Và chúng ta càng quyết định sớm thì chúng ta sẽ càng được vui sớm. Và sau đó thì cái sự để lâu thì mọi người sẽ quên và sẽ xịt mất. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng để truyền cái cảm xúc, truyền được cái năng lượng cho họ. Và những cái công việc đã được, cái presentation của chúng ta đã sắp xong rồi, thì tôi đang chờ đến khi mà chúng ta có kịch bản và đã được chia dịch sang các thứ tiếng khác. Và tôi hy vọng rằng trong tháng tới thì chúng ta sẽ có thể tạo ra một cái hệ thống mà nhờ đó thì các những người quản lý dự án thì có thể giới thiệu về dự án của mình, thuyết trình các bài thuyết trình của mình, và chúng ta sẽ có cái hướng dẫn. Ta có thể nghe các trưởng dự án họ nói về dự án của họ, chúng ta có thể nghiên tìm hiểu tốt kỹ hơn, chúng ta sẽ có thể có được thêm sự tự tin để giới thiệu về các dự án này và làm theo mọi người. Chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta phải nói những gì, chúng ta phải nghe mọi người nói trước và xong chúng ta học theo. Vì những người quản lý, những người trưởng dự án là họ người hiểu nhất cái dự án của mình, họ sẽ nói đầy đủ nhất, và chúng ta nghe họ và chúng ta bắt chước theo họ thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được đúng. Và kể từ tháng sau thì tôi hy vọng là mọi việc cái sẽ xong xong xuôi. Và các bạn phải hành động, nếu như chúng ta không hành động chúng ta sẽ không thay đổi được cái gì cả. Đúng không ạ? Và đây là cái slide kết thúc, các bạn có thể có những câu hỏi. Hãy cần sự hành động. Bạn có thể muốn trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Hoặc là bạn có thể muốn là để năm 2021 là cái năm tuyệt vời nhất cuộc đời bạn. Tại sao lại không? Tại sao lại không vượt qua giới hạn? Tôi thích cái ý tưởng chúng ta là phải một cái tầng lớp doanh nghiệp mới. Tầng lớp doanh nghiệp MK ở đây. Chúng ta là người dân phong ở đây.
chúng tôi không muốn xếp thứ hai, chúng tôi muốn luôn luôn muốn giành vị trí thứ nhất, và đây là cái dự án đầu tiên trên thế giới được tạo cái nền tảng đặc biệt này, và sẽ có thể là có những các cái công ty khác sẽ sao chép chúng ta, nhưng đấy là rất là bình thường. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta là người tiên phong, các bạn sẽ có đi với chúng ta không hay là không có các bạn, thì chúng tôi sẽ, vẫn sẽ làm được cái điều đó. Tôi mời các bạn trở thành đối tác hoặc là ít nhất là khách hàng để các bạn có thể cảm nhận được những thứ gì chúng tôi có, và cuối cùng thì các bạn có thể trở thành đối tác của chúng ta. Đừng có dành nhiều thời gian cho việc này, các bạn có thể chỉ nói được một cái trích dẫn hoặc là có thể một cái câu chuyện rất là ngắn về chính mình, mà ở đó sẽ nói một cách rất là ngắn gọn, hoặc là đó là một cái câu cuối, ví dụ như là 3D 3F, mà bạn muốn miêu tả để có thể họ có thể nhớ được trong đầu. Tất nhiên là bạn sẽ là người lựa chọn, bạn luôn luôn có thể thay đổi được cái đấy, và bạn sẽ kết thúc cái buổi thuyết trình. Đấy là phương án A. Còn phương án B thì tôi nói với bạn là thông tin rồi. Cho nên là thứ bảy chúng ta có cái buổi đào tạo và luôn luôn gọi những cái khuyến mại và chương trình giảm giá. Nếu mà cái đấy diễn ra thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho các bạn các cái thiết kế cái thuyết trình cũng y như vậy. Để phụ thuộc vào các cái thông tin 1 hoặc 2, 3 slide. Cái slide đấy thì nó sẽ ở trong cái back office, trong tài khoản cá nhân. Ít nhất là tôi đang dự kiến như vậy. Các bạn có thể tải được về các cái slide đấy về và sẽ bật cái thuyết trình đó, chẳng hạn thành cái các bạn sẽ là thành đối tác trung gian, thì đó là cái tầng lớp tạo mới. Và tôi muốn kết thúc thông tin bằng một cái thông tin đặc biệt và làm cho họ phấn khởi hơn, và họ sẽ bảo là tôi sẵn sàng với cái cơ hội này và tôi không bỏ qua nó đâu, và các bạn có thể cho thêm các cái chương trình đấy. Nhưng mà nếu không có thông tin chẳng hạn thì bạn có cái đấy cũng có thể diễn ra không có những bất cứ thông tin gì. Thế nhưng là nó hiếm khi xảy ra, nhưng thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang cái slide tiếp theo, và các bạn sẽ cảm ơn vì họ đã dành thời gian cho bạn và họ đã bên cạnh bạn, hoặc không họ không chỉ nghe các bạn đâu mà họ phải hoan hô cho chính mình. Chẳng hạn như là các bạn hay nói, các bạn hãy vỗ vào vai mình, mọi người đã làm công việc của mình rất tốt rồi, các bạn đã làm một cái bước tiến lên rồi, bạn không chỉ mỗi ngồi và hy vọng là mọi thứ gì đó có thể thay đổi trong cuộc sống bạn, mà bạn hành động để thay đổi bằng cách việc nghe thông tin mà có thể thay đổi được cuộc sống bạn, nói kiểu kiểu vậy. Và sau đó thì chúng ta kết thúc thuyết trình một cái ngữ điệu cao trào, và các bạn sẽ mời họ vào các cái thuyết trình kinh doanh, nhớ khi họ sẵn sàng, hoặc là nhớ nhắc lại các họ các webinar từng dự án một mà chúng ta có. Sau đó thì bạn có thể tới cái mục là hỏi đáp về thuyết trình. Chúng ta không trả lời câu hỏi khi nào là STO block, khi nào mà ra mặt blockchain. Chúng ta không trả lời câu hỏi là kinh doanh game như thế nào, rồi có các cái gói. Đấy chỉ là thuyết trình của thuyết trình về thông tin một cách rất là đầy đủ. Và các bạn phải trước tiên là thu hút các cái sự chú ý của họ, và sau đó thì họ quay trở lại với bạn và họ nói tuyệt vời, các bạn đã nói tất cả những các cái thứ tuyệt vời này, thế tiếp theo tôi phải làm gì đấy, mọi thứ phải như thế này. Vì trong một thuyết trình các bạn không thể kể rất nhiều thông tin đâu, đại đa số thông tin này thì nó sẽ bị quên mất. Vì vậy là các bạn hãy nói cách ngắn gọn, thẳng thắn, và thậm chí là nhiều khi là hơn hài hước, rồi là thầy năng lượng, rồi là luôn luôn các bạn hay cười. Và đấy, thế mà nói chung là với các bạn là cũng tôi kết thúc rồi. Thế các bạn thấy thế nào? Các bạn sẽ làm được các cái buổi thuyết trình như vậy không? Các bạn có làm được không? Tôi thấy mọi người trả lời là có. Tôi thấy là có thể làm được, tuyệt vời. Mọi người đã hiểu rõ hơn rồi đúng không? Tôi nghĩ là ngày xưa thì mọi người cũng đã hiểu rõ rồi, nhưng bây giờ còn rõ hơn nữa. Rồi, tôi thấy rồi. Tôi thấy mọi người biết là chúng ta có thể làm được. Vì vậy thì tôi hy vọng là
Sắp tới tôi sẽ xem mọi người làm thuyết trình như thế nào. Hiện nay rất nhiều các cái vấn đề giấy tờ, nhưng mà tôi luôn luôn làm công việc này, chẳng hạn như tôi có thể nghe được các thuyết trình của các bạn đeo tai nghe, hoặc là tôi sẽ nghe và tôi nghe. Và tôi đã thấy chúng tôi đã làm được rất nhiều thứ ít hơn trong vòng 30 phút. Tôi thì chỉ đọc có chat tiếng Nga và tiếng Anh, nhưng tôi hy vọng là các cái chat room khác thì mọi người đều hiểu hết. Nhưng nếu mọi người không hiểu gì đó, có ít câu hỏi thì mọi chúng ta có thể trao đổi luôn. Còn nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ tổ chức lịch và chúng ta sẽ kế hoạch các cái lên kế hoạch các cái thuyết trình của chúng ta. Có trong cái chat tiếng Anh nói là tôi rất thích năng lượng của cô, chúng ta bắt đầu làm. Thì có cô thì bảo là cô đang ở, có một cô trả lời là cô đang ở Anh và cô sẵn sàng làm rồi. Nếu mọi người không có câu hỏi đúng rồi. Đang có livestream và chúng ta sẽ có ghi âm và các mọi người có thể đọc được. Trong một tôi đã kịp nói tất cả mọi thứ trong một tiếng rồi và tôi đã giải thích được hết cho mọi người rồi. Cái này thật là tuyệt vời. Tôi thấy là thời gian của mọi người rất là có giá trị. Tôi chào, bây giờ nói câu chào mọi người. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể đặt câu hỏi cá nhân với tôi. Có người biết cho tôi là đang có câu hỏi. Cái thuyết trình này phải có độ dài bao nhiêu? Nếu bạn có thể nói, cô nói được cái thời gian lý tưởng nhất. Như tôi đã nói rồi là 30 phút là cái thuyết trình tuyệt vời nhất. Nếu mà có thông tin chẳng hạn, phụ thuộc vào số lượng thông tin thì cái thuyết trình có thể là dài hơn, hoặc là có thể là 35 hoặc là 40 phút nếu mà có rất nhiều thông tin. Nhưng về mặt lý tưởng thì các bạn cố gắng trong vòng 30 phút làm thuyết trình. Các bạn hãy thực hành thì các bạn sẽ thấy là các bạn có thể làm được điều đó. Câu hỏi: khi nào chúng ta sẽ chuyển tới crypto và blockchain? Tôi đã nói rồi, khi mà chúng ta có cái thuyết trình như thế này thì chúng ta không trả lời những cái câu hỏi như vậy. Tôi đã nói rồi đấy. Bởi vì những cái câu hỏi đấy nó không liên quan tới thuyết trình và tôi sẽ không trả lời. Tôi xin lỗi mọi người. Trong back office của chúng ta ở cái tab Average, cái công cụ dành cho đối tác ấy, thì chúng ta sẽ có cái dữ liệu promo gì đấy hoặc là tư liệu gì đấy, trong đấy sẽ có cái phần về presentation mà chúng ta có thể tải về máy của mình để chúng ta sử dụng. Và cho sắp tới thì trong cái chỗ đó cũng sẽ có thể lấy cái bản hướng dẫn, cái bản hướng dẫn cách thuyết trình để chúng ta học theo. Thì có lẽ là nếu như không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta như tôi đã nói là tôi sẽ rất là vui được làm việc với tất cả mọi người và tôi hy vọng là chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau online hoặc offline gì đấy cũng được. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau và xin tạm biệt mọi người.